Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Soái TV. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn tin tức liên quan đến các cuộc xung đột giữa khu vực biên giới giáp danh giữa tỉnh Long An Việt Nam và tỉnh Sai Riêng của Campuchia. Nhiều thông tin cho biết rằng ngay sau khi Việt Nam đóng chốt tại khu vực cột mốc 203 thì phía Campuchia đã đưa lực lượng lớn là các người, dân giả dạ dạng. Lực lượng quân sự tiến vào, tiến hành vào khu vực nêu trên nhằm chiếm đoạt lại cột mốc 203. Theo ghi nhận của các cơ quan truyền thông, khoảng 2.000 người Campuchia đều là các binh lính, nhưng đóng giả dạ thường dân, dẫn đầu vào các dòng của đảng cứu quốc đối lập, cùng với lực lượng quân sự lớn, đã tới vùng biên giới giáp với Việt Nam vào hôm Chủ nhật, tức là vào sáng ngày hôm qua. Đây là một khu vực giáp tranh giữa tỉnh Long An và tỉnh Sơ Riêng, nơi có các cáo buộc rằng Việt Nam đã vi phạm vào luật đất đai của Cambodia. Trước đó, hai đồn chính tại nơi đây đã xảy ra sâu sát lớn giữa các nhóm nhà hàng dẫn đầu với người dân Việt Nam, khiến cho gần 20 người bị thương. Lần này, con số của người Campuchia đông hơn gấp bội, khiến cho người Việt Nam rơi vào thế tùng quẫn. Và một số nguồn tin cho hay, Việt Nam đã phải lùi bước trước những đòn sấm xét như vậy một nhân chứng có mặt tại đó đã cho thông tin truyền thông nước ngoài biết rằng Dan là người đã được chờ tới từ những người này tụ tập tại công viên tự do từ sáng sớm và họ có hàng chục xe tới chợ sơ riêng từ huyện Tham Thong vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày. Theo các thông tin, chính quyền đã tìm cách ngăn chặn đoàn người này nhưng họ vẫn tới đợt này. Dự định đó chính là chiếm cột mốc 203. Những người này mang gậy đi theo kèm và đã nói bị người Việt Nam đánh bị thương Gã đó có sự hiện diện của binh lính và hàng loạt cảnh sát vũ trang hàng nặng. Tuy nhiên, một nhóm thường dân Campuchia có mang gậy và chặn đường của đảng đối lập. Theo nhân chứng, có một cuộc xô sát nhỏ đã xảy ra giữa những người mang gậy gọc và những người thuộc phe đối lập nhưng không ai bị thương. Nói với giọng điệu, cùng với đảng cứu quốc là ông Um Sanan. Họ nói với đám đông là cột mốc 203 đã được dựng trai vị trí. Ông cũng tuyên bố rằng đây là một ngày lịch sử cho đám đông đối lập rút lui khoảng 20 giờ tối. Chất đồng về biên giới, lâu nay được Đảng Cứu Quốc sử dụng để chống chính phủ Việt Nam. Có những hoạt động như thế này dường như tạo ra, những ngăn cản biên giới chưa có chiều hướng suy giảm, ngược lại trở thành những cuộc chiến lớn và điều đặc biệt. Theo gương nhận, các trang thông tin cho hay rằng các yếu tố Trung Quốc trong các vấn đề nêu trên đặc biệt lo ngại về vấn đề Trung Quốc đã từng được giới tướng lĩnh Việt Nam loan bảo sau khi có nguồn tin tình báo cho hay rằng Trung Quốc liên tục thuê và mua đất nhiều khu vực biên giới Tây Nam của Campuchia. Cụ thể tại hội nghị Bộ Chính Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Thế tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tham mưu trưởng quân khu đã cho biết rằng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc mua và thuê diện tích lớn trên tuyến biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên, lý do vì sao các doanh nghiệp Trung Quốc chọn mua hoặc thuê đất trên toàn tuyến biên giới lại không được tình báo đề cập tới trước thông tin vừa nêu không ít người trong nước bày tỏ sự lo ngại rằng chiến lược tầm ăn dâu trung quốc ngày càng lớn sâu vào việt nam không chỉ ở khu vực biển đông mà trong đất liền từ bắc đến nam cựu đại úy võ minh đức thuộc quân đội nhân dân đã giải ngụ lên tiếng về quan điểm của ông nói về so sánh trên biển về mặt trận quân sự thì việt nam vẫn có những điều kiện thuận lợi hơn về trường sa quần đảo nằm phía dưới ví dụ như tôi so sánh một cách đơn giản dễ hiểu là từ đất liền gọi trung quốc đến khu vực quần đảo trường sa của việt nam rất xa hoặc từ đà nẵng thay từ bà rịa vũng tàu một số dạ dọc biển đi dạo trên xe rất cần còn trên đất liền thì thật sự họ nắm được các giải pháp mà giáp danh giữa việt nam thì họ quá thuận lợi và trong điều kiện chính phủ hay những người cầm quyền ở campuchia ủng hộ hay đồng ý cho họ làm như vậy thì đúng là việt nam mình rất bất lợi rất nhiều thứ để tìm câu trả lời có liên quan đến thắc mắc của dư luận trong nước rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang mua vào thuê đất với diện tích lớn trên tuyến biên giới Tây Nam để làm gì. Trước các vấn đề nêu trên, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu độc lập làm việc tại Singapore và được ông cho biết thông tin, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng cho biết. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy không có gì mới mẻ vì doanh nghiệp người Trung Quốc hay thuê đất dài hạn trên 55 dọc khu vực biên giới Tây Nam của Việt Nam đã diễn ra cách đây một thập niên và vẫn đang tiếp diễn. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp tiếp nhận lời ghi nhận thêm đối với ông rằng một là thuê đất rộng nhất để làm. Trang trại điện mặt trời bình thường rộng khoảng 10.150 hecta phổ biến nhất là người quốc tịch Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc mua các trang trại. Đại diện của người Việt Nam đã làm rồi dọc theo biên giới, đặc biệt là vùng Tây Nam và An Giang. Còn các khu đất hecta nhỏ để làm nhà xưởng, nhà bài chế biến thực phẩm hoặc chế biến thức ăn gia súc, chứ không làm kinh doanh ở đấy. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, hậu quả lưu ý đến tình trạng tương tự diễn ra ở khu vực biên giới với campuchia nhộn nhịp và sầm út nhiều lần hơn so với việt nam giá đất việt nam đắt hơn so với giá đất của campuchia việt nam có thể thấy ngay các doanh nghiệp trung quốc mua thuê hết đất của dọc biên giới bên cạnh việt nam để làm nhà máy điện mặt trời nhà nghiên cứu tiến sĩ hoàng hợp nhấn mạnh rằng người trung quốc họ nhìn rất xa có thể bây giờ họ làm các căn cứ quân sự của họ ở campuchia nhưng phía campuchia chối là không có Họ làm một đường băng rất rộng dài gần 4.000m để trồng rừng. Việc Campuchia nói là làm sân bay quốc tế cho Campuchia, nhưng không rõ là dùng vào việc gì. Bởi tại sao làm giữa rừng mặc không hay gần các khu vực càng biển? Tiếp theo nữa là hai càng biển lớn bao gồm. Ở khu vực đó thì giao cho người Trung Quốc và cách Việt Nam khoảng 300 cây số đường đi bộ thì gần hơn, có nghĩa là xe chạy khoảng 3-4 tiếng đồng hồ là tới, có thể tiến vào Sài Gòn một cách nhanh chóng. Đương nhiên là quân khu 7 và quân khu 9 đã để ý từ lâu rồi. Người ta nói như thế để gây sự chú ý cho chính quyền. Quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia Nhà báo Điều Cai Nguyễn Văn Hải cũng nêu lên ghi nhận của ông rằng vì triển khai những căn cứ quân sự và những dự án thuê của ngã ba biên giới Thái Lan-Campuchia hay sử dụng một phần quân cảng chêm cho thấy việc quân sự hóa khu vực Vịnh Thái Lan cũng như bên kia Ấn Độ Dương hai bên kinh đào chứng tỏ là trung quốc sẽ có xu hướng mở một đường qua kinh và nếu như trung quốc mở đường đi qua kinh thì sẽ gây ra những xung đột ngày càng lớn trong khối asean qua trao đổi với một số người dân trong nước vấn đề đáng lo ngại trên bên trong lãnh thổ việt nam về việc đặt các nhà máy hầu hết tại các địa phương Việt Nam nhất là tập trung tại các khu vực kinh tế trọng điểm các tỉnh ven biển, biên giới bên cạnh đó sự kiện xung đột căng thẳng ở bãi tư chính tại khu vực Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những năm 2019, được giới chuyên gia đánh giá là có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Và trong bối cảnh như thế thì tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam rất có thể là sẽ nhận lại những rủi ro lớn. Cựu đại úy quân đội đưa ra về tình huống gia định trong trường hợp mà họ gọi là chiến tranh quân sự. Tiếp theo trong một tình hình mới nhất, một thông tin mới nhất trong ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả và các bạn là tàu hải cảnh Hai Giang 35111 đang chạy ngược lên phía Bắc song song với bờ biển miền Trung, hiện chỉ cách bờ biển Nha Trang 75 hải lý. Trong những ngày vừa qua, các tàu hải cảnh Trung Quốc 2169 di chuyển đến gần bãi tư chính. Chúng đã đến mép bãi biển này, có lúc tàu đã chạy ngay trên bãi tư chính. Trong khi đó, tàu hải cảnh năm 2003 vẫn đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia khu vực Sarawak, những sự xâm nhập của tàu hải cảnh Trung Quốc trong những ngày gần đây vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xem là nghiêm trọng vì chúng đã kéo dài nhiều ngày và các tàu hải cảnh Trung Quốc nhiều lúc đến rất gần bờ biển Việt Nam. Phía chính quyền Việt Nam, mặc dù người đại diện Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Thu Hằng đã nói rằng Việt Nam sẽ xem xét thông tin tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào đến cho người dân. Đây là căn bệnh ngủ quên nếu không muốn nói là sợ hãi của chính quyền Việt Nam mỗi khi nhắc đến hai từ Trung Quốc. Người dân Việt Nam rất muốn có những thông tin chính xác được cập nhật liên tục về Biển Đông để hiểu rõ Trung Quốc lần chiếm vùng biển của nước ta như thế nào. Nhưng các tờ báo trong nước đều im lặng một cách đáng sợ. Đáng sợ vì có lúc tàu Trung Quốc tiến sát bờ biển Việt Nam chỉ còn 80 km, nhưng báo chí trong nước vẫn im lặng người dân đều phải tìm kiếm thông tin qua báo chí nước ngoài. Theo thông tin trước đây của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lô 06.01 bao gồm mọi khí lan tây và lan đỏ, nằm ngoài khơi phía đông nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, cách bờ biển khoảng 370 km. Cần biết rằng vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Trung Quốc từng gây đe dọa buộc Việt Nam phải ngừng hoạt động khai thác dầu khí. Qua đó, các thông tin cũng cho biết Hiện giàn khoan Haku Nam của Việt Nam đã rút khỏi lô 06.01 gần khu vực bãi tư chính. Giàn khoan Haku Nam của Nhật Bản do liên doanh dầu khí Việt Nam với Nga thuê đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò tại lô 06.01 thuộc dự án Nam Côn Sơn ngoài cơ thềm lục địa Việt Nam và bắt đầu cơ động khỏi vị trí. Giàn khoan Haku Nam đóng tại thực địa dài hơn kế hoạch tới gần 3 tháng. Giàn khoan này ban đầu dự kiến trở về Vũng Tàu. Nhưng các hành động gây hấn hung hăng của Trung Quốc khiến Việt Nam định cấm giàn khoan này. Lâu hơn so với dự kiến, trên bản đồ AIS vệ tinh tàu hỗ trợ hoạt động giàn khoan CoreS August Nam đã rời khỏi khu vực và hiện đang ở cảng Vũng Tàu, còn tàu hỗ trợ hoạt động giàn khoan Simeda 29 đã tắt tín hiệu AIS khi vẫn còn đang ở cảng Vũng Tàu và không thể cờ dấu hiệu rời tàu cảng. Xin nhắc lại nhiệm vụ của giàn khoan Hakurinam Nam là khoan thăm dò chứ chưa phải là khai thác việc nói trở về bờ không có nghĩa là việt nam đã xuống thang thực tế thì một cây cọc khổng lồ đã đóng ra xuống đáy biển cách đó không xa nhằm khẳng định chủ quyền của việt nam và bác bỏ yêu sách đường lưới bò phi lý của trung quốc cũng trong thời gian đó lực lượng của việt nam đã thực hiện hàng loạt động thái săn đe tại khu vực trường sa buộc trung quốc điều hàng loạt máy bay trinh sát máy bay ném bom chiến lược và tiêm kích đa năng theo dõi Chắc chắn là căng thẳng trên Biển Đông vẫn sẽ ở mức cao trong những tháng tới. Và đây là nhận định được các chuyên gia học giả quốc tế đưa ra trong khi thảo luận về những diễn biến gần đây trên Biển Đông khi Trung Quốc liên tục có những động thái làm leo thang căng thẳng, khiến các quốc gia trong khu vực và trên thế giới buộc phải lên tiếng bày tỏ quan ngại và phản ứng gay gắt giáo sư danh dự học viện quốc phòng australia khantayer cho rằng trung quốc đang cố tình thúc đẩy yêu sách đường lưới bò khi ngang nhiên tuyên bố đây là khu vực có các nguồn tài nguyên của trung quốc bị các nước khác cướp mất cùng chung quan điểm với giáo sư khantayer ông koret Bowling, giám đốc cơ quan sàng kiến minh bạch hàng hải cho rằng bởi việc ra yêu sách đường chiến đoạn trung quốc đang tìm cách ngăn chặn các quốc gia đông nam á tham gia vào các dự án dầu khí ở biển đông ngoại trừ các dự án với trung quốc Thông qua hành động này, Trung Quốc muốn truyền đi thông điệp với các nước trong khu vực rằng việc không tham gia vào các dự án với Trung Quốc sẽ khiến các nước gặp nhiều rủi ro và tuần kèm không đáng có. Các nước sẽ chỉ có hai lựa chọn, một là ngừng việc thăm dò, khai thác dầu khí, hai là phải chấp nhận làm ăn với Trung Quốc, ông Berlin nói thêm. Cũng theo ông Berlin, để đẩy mạnh yêu sách đường lưỡi bò, Trung Quốc đã cử thêm ngày càng nhiều các tàu của nước này tới khu vực biển đông và các tàu này ngày càng có nhiều hành vi hung hăng nhắm vào các tàu nước khác. Đó không thể là hành vi của một quốc gia mong muốn hợp tác làm ăn với các nước trong khu vực. Trung Quốc đang tìm cách ép các nước phải làm theo những gì họ muốn, ông Bolin nhận định. Để đối phó với tham vọng sai trái này của Trung Quốc, các chuyên gia khuyến nghị các nước trong khu vực và trên thế giới cần đề cao tính thượng tôn pháp luật và tuân thủ luật pháp quốc tế trong đó, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuy nhiên, theo ông James Kostka, giáo sư luật hàng hải quốc tế Đại học Hải Trần Mỹ, việc thuyết phục Trung Quốc tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển là điều không hề dễ dàng dù trình Trung Quốc từng là nước, đặt bút ký vào bản hiến pháp của biển và đại dương bởi điều này sẽ chặn đứng tham vọng đường chiến đoạn của nước này. Chính vì thế, theo ông Kaska các nước trong khu vực cần thảo luận để giải bỏ những bất đồng đi đến việc thống nhất về quan điểm trước khi đưa vấn đề giải quyết tranh chấp trên Biển Đông ra thảo luận với Trung Quốc để tránh tình trạng còn bất đồng chia rẽ như hiện nay. Ngoài ra, các nước trong khu vực cũng cần mở rộng giao lưu hợp tác về thương mại, ngoại giao và quân sự với các nước trước thế giới như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Úc, Australia và Nhật Bản để nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế trước những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế cần phải bị lên án của Trung Quốc trong thời gian qua. Bản tin của chúng tôi hôm nay xin được phép tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình chiến sự giữa Việt Nam Trung Quốc ở tình hình biên giới để gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.